Kim xin chào quý khách hàng và anh em thầu thợ trên toàn quốc. Trên tay của Nhật Kim đang là sản phẩm khung trần kiềm Vĩnh Tường. Và quý khách hàng có thể dễ dàng nhận diện bằng cách là chúng ta có thể thấy là logo Vĩnh Tường cũng như là chữ Vĩnh Tường được dập nổi ở trên thanh. Và ngoài ra thì tên sản phẩm cũng như là thông tin sản xuất sẽ được in phun ở trên thanh khung. Và tương tự như vậy, với khung vách ngăn Vĩnh Tường thì chúng ta cũng sẽ thấy có logo Vĩnh Tường và chữ Vĩnh Tường được dập nổi ở trên thanh khung. Và số lô sản xuất cũng như là tên sản phẩm sẽ được in phun ở trên thanh sản phẩm ạ. Đó là cách chúng ta có thể dễ dàng nhận diện được đâu là khung trần chìm cũng như là khung vách ngăn chính hãng của Vĩnh Tường.